rủi ro trong kế hoạch rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan. Ấn Độ có ca tử vong đầu tiên vì biến thể Delta Plus. Olympic Tokyo siết chặt quy định xét nghiệm COVID-19. Thưa quý vị, một phái đoàn của Israel sẽ tới gặp các nhà trung gian Ai Cập trong tuần tới nhằm truyền đạt thông điệp tới lực lượng Hamas tại dải Gaza. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính phủ mới của Israel vừa nhậm chức. Chính phủ mới của Thủ tướng Naftali Bennett yêu cầu phái đoàn Israel truyền đạt những diễn biến mới tới Hamas và các phe nhóm khác tại dải Gaza. Nội dung thông điệp bao gồm các diễn biến mới liên quan tới lập trường của Israel đối với việc tái thiết dải Gaza và yêu cầu phía Hamas phải trả tự do cho những binh sĩ của Israel đang bị lực lượng này giam giữ. Trước đó, Hamas đã nhiều lần khẳng định việc đàm phán trao đổi tù nhân cần tách riêng khỏi các cuộc thảo luận về việc duy trì lệnh ngừng bắn hay việc tái thiết dải Gaza, trong khi phía Israel khẳng định sẽ chỉ đàm phán nếu Hamas trao trả tù nhân. Đến nay, phong trào Hamas vẫn giữ hai thường dân và thi thể của hai binh sĩ Israel bị thiệt mạng trong cuộc chiến tại dải Gaza hồi năm 2014. Iran vẫn đang tiếp tục bảo lưu lập trường trong vấn đề hạt nhân với một loạt những tuyên bố cứng rắn được đưa ra trong những ngày qua liên quan đến việc đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, cũng như việc gia hạn thỏa thuận giám sát hạt nhân với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Iran nêu rõ nước này sẽ không bao giờ công bố những hình ảnh chụp bên trong một số địa điểm hạt nhân cho IAEA do thỏa thuận giám sát giữa hai bên đã hết hạn từ hôm 24 tháng 6. Hiện tại, Iran cũng chưa phản hồi chính thức về việc đề nghị tiếp tục gia hạn thỏa thuận này. Iran đồng thời nêu rõ sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán vô thời hạn và yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Đến nay, Iran và nhóm P5+1 đã kết thúc 6 vòng đàm phán và dự kiến sẽ nối lại vòng đàm phán thứ 7 trong thời gian tới. Kế hoạch rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan vào hạn chót ngày 11 tháng 9 tới của Tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc can thiệp quân sự ở nước ngoài dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Song tình trạng bạo lực tại quốc gia Nam Á đã gia tăng cùng với tiến độ rút quân của Washington đã chỉ ra những rủi ro trong kế hoạch rời đi này, đẩy Mỹ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Câu chuyện về an ninh Afghanistan và kế hoạch rút lực lượng Mỹ ra khỏi quốc gia Nam Á là chủ đề thảo luận chính trong cuộc hội đàm cấp cao tại Nhà Trắng ngày 25 tháng 6 vừa qua, và cũng là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Afghanistan là Tổng thống Ashraf Ghani và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải tối cao Abdullah Abdullah. Mối quan hệ đối tác giữa Afghanistan và Mỹ chưa hề kết thúc và nó sẽ còn được duy trì. Và kể cả quân đội của chúng tôi có rời đi thì sự ủng hộ dành cho Afghanistan cũng không ngừng lại, cả về hỗ trợ tài chính hay chính trị. Người Afghanistan sẽ phải tự quyết định tương lai của họ và hãy cứ yên tâm rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tiến trình đó. Bạo lực vô nghĩa phải dừng lại. Quyết định của Tổng thống Joe Biden đã mang tính lịch sử. Nó khiến mọi người phải tính toán và xem xét lại. Chúng tôi ở đây để tôn trọng và ủng hộ điều đó. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang bước vào một chương mới trong mối quan hệ với Mỹ. Mối quan hệ sẽ không phải là quân sự, mà là toàn diện liên quan đến lợi ích chung của cả hai bên. Hy vọng với quyết tâm, sự đoàn kết và sự hợp tác, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn. Cảm ơn Ngài Tổng thống. Song trong bối cảnh tình hình Afghanistan hiện nay, việc Mỹ ấn định hạn chót rời đi lại không hẳn là tin tốt. Bạo lực đã gia tăng trên khắp cả nước Afghanistan trong bối cảnh quân đội Mỹ đẩy mạnh kế hoạch rút binh sĩ cuối cùng ra khỏi nước này. Taliban đã tiến hành hàng loạt chiến dịch tấn công kể từ tháng 5 vừa qua, và hiện đã chiếm giữ hơn 50 trong tổng số 370 quận huyện trên khắp Afghanistan. Những quận huyện bị Taliban chiếm, bao quanh thủ phủ của các tỉnh, cho thấy Taliban đang bố trí lực lượng tại các điểm riêng, hòng tìm cách chiếm những thủ phủ này sau khi các lực lượng nước ngoài rút hoàn toàn khỏi Afghanistan. Thực tế không thể loại bỏ khả năng khoảng trống lớn bị bỏ lại sau khi quân đội Mỹ và các nước NATO, lực lượng hỗ trợ bảo đảm an ninh suốt 20 năm qua, rút hoàn toàn khỏi Afghanistan. Taliban tăng cường các cuộc tiến công, giao tranh với các lực lượng chính phủ, mở rộng ảnh hưởng và kiểm soát các vùng lãnh thổ.
Những ngày gần đây, lực lượng Taliban đã chiếm được thị trấn Sikandar, một cảng cạn ở miền bắc Afghanistan, cửa khẩu chính giáp biên giới với Tajikistan, khiến người dân Afghanistan vô cùng phẫn nộ. Chúng tôi từng chống lại Taliban và bây giờ cũng thế. Chúng tôi sẽ không cho phép họ đánh chiếm quê hương của chúng tôi. Chúng tôi đã tập hợp ở đây hôm nay để bảo vệ nền hòa bình, độc lập của Afghanistan. Nếu Taliban muốn hòa bình, chúng tôi sẽ hòa bình. Nhưng nếu họ thích chiến đấu, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Tình hình này đã làm dấy lên lo ngại quốc gia Nam Á bị đẩy trở lại cảnh nội chiến diện rộng, xóa bỏ nỗ lực hòa bình và thành quả của tiến trình dân chủ trong hai thập niên vừa qua. Trong khi đó, cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan dường như đi vào ngõ cụt. Ngay cả chủ đề chính và lộ trình trong chương trình nghị sự đàm phán vẫn chưa được thống nhất. Kế hoạch rút quân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trước sức ép do bạo lực gia tăng tại Afghanistan và nhiều ý kiến hoài nghi trong chính nước Mỹ, khi tiến trình rời đi ngày càng bộc lộ nhiều rủi ro với cả quốc gia Nam Á và xứ cờ hoa. Bang Maharashtra đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì biến thể Delta Plus là một phụ nữ 80 tuổi. Bang này là nơi có số ca mắc biến thể Delta Plus nhiều nhất Ấn Độ và đang lo ngại trước nguy cơ phải đối mặt với làn sóng dịch thứ ba. Maharashtra hiện là bang có số ca mắc biến thể Delta Plus cao nhất tại Ấn Độ. Biến thể Delta Plus được phát hiện tại bang này từ tháng 4. Bang Maharashtra có thành phố Mumbai nằm trong nhóm có nguy cơ cao nhất bị làn sóng COVID-19 lần thứ ba hoành hành. Các nhà chức trách địa phương ước tính giai đoạn cao điểm của đợt dịch thứ ba có thể sẽ có hơn 800.000 ca mắc mới mỗi ngày. Khoảng 250.000 trẻ em sẽ phải nhập viện vì biến thể Delta Plus và tổng số ca mắc trong đợt ba có thể lên tới 5 triệu người. Tỷ lệ dương tính tại một số quận hiện là 5%. Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Y khoa Ấn Độ cảnh báo làn sóng thứ ba tại Ấn Độ có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến, với số ca nhiễm sẽ tăng trở lại trong 6 hoặc 8 tuần nữa, đồng thời khuyến cáo chính quyền nên lập mô hình làn sóng lây nhiễm và có sự chuẩn bị sẵn từ hệ thống y tế đến các biện pháp giãn cách. Một quốc gia Đông Nam Á là Malaysia cho biết lệnh phong tỏa toàn quốc khó chuyển sang giai đoạn phòng chống dịch thứ hai nếu số ca mắc mới COVID-19 theo ngày không giảm xuống dưới 4.000 ca. Dù Malaysia đã thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc nhưng số ca mắc theo ngày không giảm và vẫn ở mức cao trên 4.000 ca. Do đó, chính phủ liên bang quyết định việc chuyển giai đoạn sẽ dựa trên 3 chỉ số thay vì sử dụng thời hạn như trước đây. Các chỉ số bao gồm 7 ngày liên tiếp số ca mắc mới ở mức dưới 4.000 ca, số ca phải điều trị tích cực về mức trung bình và 10% dân số hoàn thành tiêm chủng. Tuy nhiên, tình hình hiện nay ở Malaysia không đáp ứng được những yêu cầu này. Hiện Malaysia đang thực hiện giai đoạn 1 của lệnh phong tỏa toàn diện, dự kiến kết thúc vào ngày 28 tháng 6. Các vận động viên đến từ Ấn Độ và 5 quốc gia khác sẽ phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 nhiều hơn và liên tục trước khi tới Nhật Bản tham dự Thế vận hội Olympic Tokyo. Thông tin được truyền thông Nhật Bản đưa ra sau khi một vận động viên của đội tuyển Uganda vừa có kết quả dương tính với biến chủng Delta. Các vận động viên của Ấn Độ, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka và Afghanistan sẽ bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày trong vòng 7 ngày liên tục trước khi tới Nhật Bản. Đây đều là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề do biến thể Delta. Theo quy định hiện hành, Nhật Bản yêu cầu toàn bộ các đoàn vận động viên tham dự Olympic Tokyo phải xét nghiệm COVID-19 2 lần trong vòng 4 ngày liên tục trước khi tới Nhật Bản. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Các biện pháp y tế công cộng vẫn cực kỳ quan trọng trong bối cảnh các biến thể của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh, mạnh, đặc biệt là biến thể Delta. Vì vậy, những người đã tiêm đủ liều vaccine vẫn nên đeo khẩu trang và chấp hành các quy định về phòng dịch. Trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các biện pháp y tế công cộng như đeo khẩu trang, giãn cách cộng đồng, sống trong không gian thoáng gió, thường xuyên rửa tay và tránh tụ tập đông người là những biện pháp cực kỳ quan trọng dù đã tiêm vaccine. Biến chủng Delta sẽ tiếp tục đột biến, các biện pháp xã hội và y tế công cộng của chúng ta có hiệu quả, vaccine của chúng ta có tác dụng, việc chẩn đoán và điều trị mang lại kết quả. Chủng virus này sẽ đột biến vào lúc nào đó, còn các biện pháp đối phó thì không. Bên cạnh đó, WHO nhận định số ca nhiễm biến chủng Delta đang gia tăng do tình trạng phân phối vaccine COVID-19 không công bằng tại các nước nghèo. WHO cảnh báo tình trạng tương tự từng diễn ra trong cuộc khủng hoảng đại dịch AIDS và đại dịch cúm lợn năm 2009.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.